Rồi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với assembly. Thế thì một trong những điều hay ho nhất của cái sử dụng cái hằng số ấy, để xử lý offset chúng ta có thể thay đổi cái mô hình dữ liệu chúng ta nhẹ nhàng mà không sự sập vỡ chương trình. Cái constant là gì? Đây là cái này. Person record. Thế thì đây chúng ta tiếp tục là vì lúc nãy chúng ta đã có thể là thay đổi được thêm một cái field nữa, một mục nữa trong cái bản ghi chúng ta. Chủ chúng ta có bản ghi chúng ta như là trong nó có ấy, ta sẽ kiểm tra không? Đây nó có gì thì chúng ta sẽ thay đổi thành cái chiều cao, offset chiều cao ạ, thành gì đó. Không còn thay đổi tên chúng ta ấy, chúng ta phải nhanh chóng lấy được cái cần chữ này. Nhé, là có gì là bổ sung này, đi bổ sung cái này. Năm biểu như cũ nhá, thì cái này bổ sung là số 5 này. Kia. Bổ sung cái gì nhỉ? 2 offset 32 offset 24 ở đây. Đã đổi thằng thế mà. Nào. Chúng ta sẽ thêm một cái trường là trường cỡ dày vào tên ký của ta và thay đổi cái constant cái hằng số để hiện cái mới này, và dù vậy chúng ta không thay đổi từ chúng ta đâu, cụ thể đâu đây ta có là hàng dày số 8, thêm một hàng thứ hai đây, đây là có 1 2 3 4 hàng, sẽ có thêm hàng thứ 5 có số 10 12, và cái này không thay đổi gì đến cái chương trình ta cả. Xem first lên 40, trước đây nó đang là 32 cộng nữa thành 840 rồi. Rồi đây là su dày không, thêm cỡ dày vào này rồi nào, chấm EQ cỡ dày. Xin đổi file data thôi. Sáu 24 32 tăng cỡ của bản ghi là 64 340. Rồi bổ sung ở đây cái hàng này là thêm cái là 10 12 8 10 12 cỡ số 8 14 10 11 14 10 11. Vậy đã không thay đổi gì nội dung kia cả. Ta sẽ biên dịch lại và sẽ chạy bình thường. Rồi đây. Viết một cái file run cho bài ta. Đầu tiên là phải biên dịch cái thằng question. As question. Person data mesh QR
sẽ biên dịch cái thằng đầu vào ra là link ở nhau. Cuối cùng chúng ta sẽ rút thằng này là Echo. Terminal để luôn được gọi. Chạy thằng tôi nổi à, quên chưa chưa điện vào điện vào city. Run thôi. Người mất vấn đề của nó. Nên mình nhìn cũ nó chạy kết quả là 90 nhé. Nhưng ta mà cái hình mới có bổ sung thêm cái thằng record là vẫn thế. Thử broadcast này. Broadcast sẽ có là cái thằng nhưng broadcast đây là đếm cái thằng số 1 thì số 1 rồi. Một thằng này. Một người thôi. Rồi thằng bro cao sang thằng đếm số 2 đi. Có 5 và 3. End of file, not end new line. Lỗi gì không phải cái quá gì cái gì đây rồi vậy. Tóm lại là khi ta bổ sung một cái mấy trường nữa cho cái mảng này, cái bản ghi này thì chúng ta sẽ phải là thêm một cái trường ở đây, hằng số ở đây và cập nhật cái giá trị của person record size 40 byte. Thế chúng ta sẽ thoải mái không phải lo sửa chữa cái mới cả, cũ nó vẫn chạy cũ bình thường.
Có lợi thế của dùng cái hàng số. Cái này thì ông xưa không có đâu. Thằng này assembly